tên gọi là đèn led pha màu phòng khách. Mỗi đèn này nó được sử dụng bóng led 7 màu, nó đã pha ra những cái màu sắc rất là đẹp. Đèn này thì nó có chế độ cảm ứng đeo nhẹ cho ô tô tự động. Mọi người có thể mua để trang trí pha màu cho những cái phòng khách gia đình, những tỉnh, nhà hàng, khách sạn 5 sao sang trọng. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.